Nutrilite không ngừng nghiên cứu các phương pháp khác nhau để tìm ra được những sản phẩm tốt nhất cho bạn. Chúng tôi thực hiện điều đó thông qua những gì tốt nhất từ thiên nhiên và tốt nhất từ khoa học. Mỗi một sản phẩm của Nutrilite đều tốt cho sức khỏe tối ưu của bạn. Mỗi một sản phẩm Nutrilite đều mang đến nhiều chất dinh dưỡng mà cơ thể bạn cần và có ngay khi bạn cần. Điều này không thể xảy ra chỉ sau một đêm. Nó là kết quả của cả một quá trình cải tiến liên tục, cũng như sự động viên đội ngũ các nhà khoa học. Đó là một câu hỏi khó. Có cách nào tốt hơn để sản xuất các sản phẩm của chúng tôi? Nguồn nguyên liệu mới? Chúng tôi làm chúng thành halal hay kosher? Hoặc là có cách đóng gói nào tốt hơn không? Còn bao nhiêu chất cô đặc chúng tôi có thể thực hiện bằng phương pháp hữu cơ? Và câu hỏi thường gặp là làm thế nào để chúng tôi tiếp tục mang lại cho bạn những cách thức hiệu quả để đạt được sức khỏe tối ưu? Chúng tôi là nhãn hiệu lấy thực vật làm nền tảng. Vì vậy, một cách tự nhiên, chúng tôi bắt đầu bằng các loài thực vật, những loài cây tốt nhất trong thế giới tự nhiên, có chứa các chất dinh dưỡng. Thực sự, Nutrilite là nhãn hiệu duy nhất trên thế giới về các loài thực phẩm bổ sung, vitamin và khoáng chất, được trồng trọt, thu hoạch và chế biến trên chính các nông trại hữu cơ đã được chứng nhận. Không ai có được chứng nhận như trên. Chúng tôi cẩn thận lấy những chất dinh dưỡng có giá trị từ thiên nhiên bằng cách sử dụng các kỹ thuật tiên tiến. Trong một vài trường hợp mà chúng tôi không thể lấy những chất dinh dưỡng từ một vài loại thực vật đặc biệt, trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ thiết lập nên những tiêu chuẩn thông qua các chương trình NutriSearch để đảm bảo bạn nhận được những sản phẩm chất lượng tốt nhất cho thị trường. Đó là điều tốt nhất từ thiên nhiên, điều tốt nhất từ khoa học. Cha tôi là nhà tiên phong trong lĩnh vực này. Năm 1934, Nutrilite là công ty sản xuất ra thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, đa vitamin và đa khoáng chất đầu tiên ở các nước Bắc Mỹ. Và kể từ đó, chúng tôi đã thiết lập nên những nền tảng cho khoa học dinh dưỡng. Trong nền khoa học dinh dưỡng và di truyền, chúng tôi đã nghiên cứu bộ bột thực vật và những gen riêng biệt. Khi chúng tôi biết có những công thức hay quy trình sản xuất tốt hơn, chúng tôi sẽ áp dụng những điều đó đầu tiên và với những phương pháp mới để có thể tạo ra những sản phẩm giúp mọi người đạt được sức khỏe tối ưu. Để có được những sản phẩm bổ sung dinh dưỡng tốt nhất từ Nutrilite, chúng tôi có trên 100 nhà khoa học trên toàn thế giới. Họ đã thực hiện các cuộc thí nghiệm và kiểm nghiệm lâm sàng quan trọng với tinh thần nghiêm túc và sáng tạo. Tinh thần đó đã mang đến hơn 600 lượt kiểm tra chất lượng khi chúng tôi sản xuất sản phẩm, đảm bảo việc nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm và thương hiệu Nutrilite. Và sau cùng là bạn xứng đáng được hưởng những gì bạn trả. Những giống cây mới, những điều hiểu biết mới, những nguồn nguyên liệu mới, những nhà máy sản xuất mới được kết hợp lại giúp bạn duy trì một sức khỏe tốt. Bởi vì chúng tôi biết rằng những gì tốt nhất từ thiên nhiên kết hợp với khoa học tốt nhất sẽ đem lại những gì tốt nhất cho bạn. Nutrilite.